Gore-Tex Zester được tạo hình cũng như thiết kế là chiếc Zester mạnh nhất mà Z đã từng tạo ra, với lò bộ Kuwagata là bộ cánh cứng càng kẹp, tông màu chủ đạo là xanh dương, cùng với đó là những chi tiết vàng kim óng ánh thể hiện quyền lực và sức mạnh tuyệt đối của chiếc Zester này. Tuyển chọn được người sở hữu cho Gore-Tex Zester là công việc tốn nhiều giấy mực nhất của tổ chức Z. Rất nhiều chiến binh ưu tú được tuyển chọn nhưng tất cả đều bị chiếc Zester hung hãn này đánh trọng thương, thậm chí có những người phải liệt giường trong bệnh viện mà không thể nào ra khỏi. Kagami Arata tưởng chừng như sẽ là người được chọn vì đây là chương của anh. Đáng tiếc anh cũng đết được Gore-Tex Zester chọn và bị nó đánh cho trọng thương. Nhưng cuối cùng với sự con ông cháu cha của mình, anh đã được một kẻ bí ẩn trao cho chiếc driver của Gore-Tex Zester, cũng như được nó công nhận với tinh thần chiến binh bất khuất của mình. Anh đã chuyển hóa thành Cobra Gore-Tex, giống với Kabuto từ hình dáng cho tới việc sử dụng driver. Để chuyển hóa chỉ đơn giản để Gore-Tex Zester vào phần mặt của chiếc driver, giúp anh ta biến hình thành Cobra Gore-Tex. Tạo hình của Gore-Tex Zester rất đẹp nhưng cơ chế chơi của nó không có gì đặc biệt và cảm giác như khá nhái Kabuto. Tất cả những đặc trưng của Gore-Tex Zester chỉ đến từ phần càng kẹp và nó chỉ đơn giản là xoay ngược về phía sau để chuyển hóa cast up, cũng như đòn Rider Kick là nhấn vào phần thân chỉ thay vì nhấn vào phần chân giống như Kabuto. Cũng không đem lại chúng ta quá nhiều ấn tượng về Gore-Tex Zester, vì động lại chỉ là màu sắc và tạo hình của nó, cũng như phần cốt truyện của nó trước khi tuyển chọn ra Kagami. Tất cả mọi thứ đều làm chúng ta cảm thấy nó như một bản clone chưa hoàn thiện của Kabuto Zester. Từ việc tận dụng lợi thế của loài bọ cho đến cách thực hiện đòn Rider Kick hay Cast Up. Nhưng may mắn thay về phần Rider ở hình dạng Market Form cũng như là Rider Form của Gore-Tex đã làm rất tốt. Mình đã có video về tất cả form Kabuto Gore-Tex. Nếu các bạn chưa xem hãy vào phần comment, description hoặc là phần dấu chấm than phía trên để xem clip đó của mình nhé.